Hello, xin chào mừng các bạn đến với kênh Khương Sầu Riêng của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách dựng hình áp xe do dị vật tiêu hóa gây ra nha. Ở ca này thì lâm sàng bệnh nhân đau bụng khoảng 1 tuần rồi. Bệnh nhân không muốn đi khám tại vì đang trong thời gian Covid thì bệnh nhân cũng sợ. Nhưng mà bệnh nhân hết chịu nổi rồi thì bây giờ vô bệnh viện khám. Thì sau khi chụp ra thì ở thị không thuốc thì mình sẽ thấy có một cái khối tổn thương ở bên đại tràng bên trái. Thì không biết cái khối tổn thương đó là khối tổn thương như thế nào á. Thì có thể là một cái khối u hoặc là một cái áp xe, thì bây giờ chưa rõ nên là bắt đầu mình phải tiêm thuốc vô. Sau khi mình tiêm thuốc vô thì mình thấy cái khối tổn thương này á, nó là một cái khối tổn thương bên trong mà chứa dịch, bên ngoài là có những cái thâm nhiễm mô mỡ. Thì nghĩ cái này là cái áp xe nhiều hơn cái khối u, tại vì cái khối tổn thương này á, nó nằm bên cạnh đại tràng, nó không phải nằm trong lòng đại tràng và nó cũng có điểm dính với đại tràng á. Thì cái áp xe này mình cũng chưa biết nguyên nhân như thế nào á. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình coi lại cái thị không thuốc nha. Trên cái thị không thuốc này thì mình thấy một cái khối tổn thương tăng đậm độ hình que dài khoảng tầm 2 cm. Thì mình nghĩ cái khối tổn thương này có thể là một cái xương cá, thì do cái áp xe này, do cái xương cá này nó đâm thủng cái đại tràng và cái dịch từ bên trong tiêu hóa nó chảy vào và nó thủng rồi. Thì mình nghĩ cái nó thủng rồi á thì cái xương cá nó đẩy đi, xương cá đi luôn và nó rớt ra xương cá vô cái khối áp xe này luôn và nó bít lại cái lỗ thủng. Thì bây giờ mình sẽ đi tìm cái lỗ thủng coi thử có không. Nếu mà không có thì có thể là một cái tổn thương thủng bít. Đối với cái tổn thương mà dạng hình que này á, thì các bạn phải xoay hình làm sao cho thấy được cái chiều dài tối đa của cái tổn thương hình que này nha. Tiếp tục á, thì mình sẽ qua cái hình tĩnh mạch, cái thị tĩnh mạch để mình dựng hình. Thì mình sẽ tìm được cái nguyên nhân của nó. Hồi nãy là mình nghi ngờ ở thị không thuốc thì mình nghi ngờ cái nguyên nhân cái áp xe này do cái dị vật xương cá, nhưng mà cũng có thể là áp xe này do một cái thủng cái túi thừa nó gây ra, nên là mình phải kiểm tra lại coi lại kỹ nha. Nếu mà có thủng túi thừa thì mình sẽ dựng cái đường cái lỗ thủng ra. Sau một hồi mình kéo lên kéo xuống để mình tìm nguyên nhân thì mình thấy cái thành đại tràng là nó dày lên nhưng mà nó không có thủng do túi thừa, thì mình nghĩ cái này thủng do cái dị vật tiêu hóa. Thì bây giờ mình tiến hành mình dựng cái hình lên nha. Mình sẽ qua phẳng colon, thì mình sẽ xoay hình làm sao cho thấy được cái áp xe này nó nằm bên dưới cái đại tràng chứ không phải là nằm trong đại tràng. Sau khi đó thì mình sẽ quay lại cái mặt phẳng ASEAN để mình roi vào cái đậm độ bên trong nó là đồng thuộc cái đậm độ gì. Ví dụ như cái mình roi vào bên trong cái đậm độ nó là bao nhiêu á, thì mình sẽ chắc chắn đó là cái đậm độ dịch chứ không phải là một cái đậm độ nào khác. Ở ca này thì bác sĩ lâm sàng á, người ta cũng chuẩn đoán là theo dõi viêm ruột thừa á, thì mình cũng show cái ruột thừa lên để cho bác sĩ lâm sàng nhìn thấy cái ruột thừa bình thường và biết được có một khối áp xe ở bên đại tràng bên trái. Ok, thì đây là kết quả các hình dựng mình mới vừa dựng xong. Thì nhìn vào những cái hình dựng này thì bác sĩ lâm sàng cũng như là bác sĩ chuẩn đoán hình ảnh có thể định vị được cái khối tổn thương ở nằm chỗ nào, và cái bác sĩ phẫu thuật á, cũng xác định được cái vị trí cũng như là cái kích thước của cái khối áp xe này để mình mổ ra cho nó hợp lý chính xác. Thank you for watching my video. Don't forget like, share and subscribe my channel. I hope see you soon in the next video. Bye bye.